Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cu ly hay còn gọi là cù lần mắc cỡ. Theo dân gian thì loài động vật có vú này không dám ngẩng mặt lên nhìn ban ngày vì rất là nhút nhát sợ hãi. Về hiền lành dễ thương là vậy nên loài cu ly được nhiều người ở Việt Nam nhận về nuôi làm cảnh mà lại không biết rằng đây là loài có độc và sẽ gây tử vong cho con người. Và mới đây nhất, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu một trường hợp đầu tiên bị nhiễm độc sau khi bị loài động vật có vú này cắn. Bệnh nhân 45 tuổi này đã bị con cu ly cắn. Vài phút sau, bệnh nhân bị tê toàn bộ tay và buốt chỗ cắn, chống ngực nên đã nhanh chóng vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Bệnh nhân nữ này đến viện rất là sớm sau khi bị con cu ly cắn, với biểu hiện vài phút sau khi bị cắn vào tay thì biểu hiện là tê toàn bộ tất cả tay và chân và khàn tiếng. Đấy. Rồi thì có biểu hiện là chống ngực. Qua các kiểm tra, khám xét, xét nghiệm và rà soát các cái vấn đề về trong các tài liệu trong y văn thì chúng ta có thể khẳng định đây là một trường hợp nhiễm độc nọc do cu ly cắn. Các bằng chứng sau khi nghiên cứu cho thấy nọc độc của cu ly ngoài tác dụng bảo vệ chúng khỏi ký sinh trùng còn dùng để phòng vệ chống lại kẻ thù. Phần độc này nằm ở phần trong của cánh tay trước và được tiết ra cùng mồ hôi. Khi cu ly liếm phải chất độc sẽ theo tuyến nước bọt, nên nếu không may bị loài này cắn, con mồi cảm thấy đau đớn toàn thân. Bản chất các nọc đó là các protein. Thế và còn rất ít các thông tin nghiên cứu về cụ thể cách thức gây độc trên người. Tuy nhiên cũng đã có những nghiên cứu, những ca lâm sàng sau khi bị cắn thì nạn nhân sẽ có biểu hiện đau buốt, đau rất nhiều so với cùng một con vật kích thước tương tự bị cắn, tức là đau rất nhiều. Thứ hai là biểu hiện tê bì, rối loạn cảm giác, rồi thì đau đầu, nôn, run, thì mệt mỏi, khó chịu toàn thân. Thì một số trường hợp có thể có biểu hiện dị ứng, thậm chí là có thể có phản vệ, có thể có tử vong. Đây là một lời cảnh báo cho người dân phải rất thận trọng khi tiếp xúc với các sinh vật trong tự nhiên, không nên nuôi hoặc tiếp xúc quá gần trong khi không biết chúng có những nguy hại gì, không chỉ là nọc độc mà còn có thể chứa các mầm bệnh khác. Đúng không?